Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này bằng máy tính Casio. Chúng ta sẽ viết nguyên cái cục phương trình này vào máy. Shift số cái cục này mình chọn 1.2, m chọn 1.2 thì chúng ta ra số này. Tuy nhiên chúng ta có cục log thì cái cục phân số này nó khó cộng hoặc là trừ thêm, cho nên chúng ta sẽ tính cái cục này thôi nha. Thì ra cái cục này sẽ ra số 1, như vậy cục này sẽ bằng 1. Và bây giờ chúng ta lấy cục này nhân lên. Sau đó chúng ta đẩy tất cả các cục này sang bên trái. 2x bình phương trừ x bình phương là x bình phương. 3x trừ với lại cộng với lại 2x là 5x. Và trừ 1 trừ 4 là trừ 5. Như vậy chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái cục này nè sang bên đây. Bây giờ chúng ta đi khảo sát hàm số cái cục này. Đạo hàm cục này thì chúng ta có 2x cộng 5. Như vậy h'x bằng 0. Thì chúng ta sẽ có 2x cộng 5 bằng 0. Như vậy x sẽ bằng trừ 5 chia 2. Và bây giờ chúng ta vẽ bảng biến thiên của cái cục này. Như vậy chúng ta sẽ kẻ bảng ra. Chúng ta sẽ có các giá trị sau, đầu tiên là trừ vô cực cho đến cộng vô cực. Chúng ta có trừ 5 chia cho 2. Số cộng ở đây, chúng ta biết x bình phương, chúng ta có số 1 là số dương, cho nên dấu ở bên đây là dấu cộng, qua bên đây dấu trừ. Và bây giờ chúng ta kẻ cái bảng đi xuống như thế này. Sau đó đi lên. Tại vị trí âm 5 chia 2, chúng ta thế số này vào. Thì chúng ta có âm 6.25. Đề nói hai nghiệm phải nhỏ hơn số 3. Như vậy số 3 nó nằm ở đây. Và chúng ta lấy số 3 này thế vào đây. Thì chúng ta ra số 24. Tiếp tục. Chúng ta có cái đường mà chúng ta đã đặt. Ở đây M nha, mình ghi lộn. Chúng ta có đường y bằng 5 trừ 2m, thì cái đường này nó sẽ đi như thế này. Tại vì đề nó là có hai nghiệm mà phải là phân biệt nha. Như vậy cái đoạn này có nghĩa là 5 trừ 2m bắt buộc phải lớn hơn âm 6.25 và nhỏ hơn số 24, tại vì hai nghiệm bắt buộc phải nhỏ hơn số 3. Như vậy đẩy số 5 sang bên trái và sang bên phải thì chúng ta sẽ có là âm 11.25. -24 trừ cho 5 là số 19. Chia 2 vế cho trừ 2. Thì chúng ta có âm 5.625. Nhưng mà do chia cho trừ 2 chúng ta sẽ đổi chiều lại. Cho nên chúng ta sẽ bỏ cái dấu trừ đi. Và chúng ta sẽ đi theo hướng này. Như vậy ở đây là âm 9.5.
Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có bắt đầu từ số 5 và quay xuống đến số âm 9. Như vậy chúng ta sắp xếp lại cho dễ hình nha. Như vậy chúng ta lấy số lớn trừ cho số bé cộng cho 1. Như vậy chúng ta ra kết quả số 15. Chúng ta có 15 giá trị ở đây. Như vậy đáp án của câu này chính là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.